Đây là cận cảnh mà người dân miền Tây họ bắt tôm cả nhà. Họ kéo tôm. Cậu lát kéo vòng lại không? Vòng lại lên đây ha. Dừng luôn không? Cái này bao nhiêu mấy ông kéo? Cái
đây là bao nhiêu? Đang là YouTube nè. YouTube à, đăng lên thế giới luôn hả? Ừ. Mình có tiếng nói rồi mấy tôi lắm luôn. À, 200 kg ha. Hai mấy cái vậy ta? 9 gõ. Gõ thứ 10 hả? Thứ 10. Gõ thứ 11. Đường trên đó có đường nào đâu. Không được ông này mà đi đường này nè. Chính không gọi.
Ông đi được chim bay. Chủ nhà ta còn nói gì nữa kìa ông Năm. Đường đâu lâu năm hồi nào giờ tôi vô đây đi đường này đường không ba chỉ ngay cái đường mà có mấy cái lưu đó là vô ngay đường đâu bộ hỏi mà ông đi ngay văn cái đường nhà yếm ha. Không biết ra ngoài quận 7 chạy vô nhà yếm đó năm năm nhị nó lộn rồi nhớ lộn năm nào 12 hả nãy giờ 12 nghe sọt hả lộn rồi năm ơi kéo lần này nữa cũng 15 đó đâu có lưng đâu. Con ngựa này 3 kg, chuyện 3 mấy kg. Rồi, kéo một cái là kéo cái 300 kg. Cái gì? Ê, biết gì? Cái đó là xe chị em. Đây.